Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, một vùng sâu của tỉnh Bến Tre. Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại diện của tổ của cơ sở ấp nhà tạo điều kiện cho cô Ngọc Phụng làm cầu nối tiếp đón quý mạnh thường quân không nệ đường xá xa xôi. Đây, đây quý diễn giả ha, đây là nhà chị Phụng. Dạ. Thì bữa nay là ngày rằm rằm lớn. À, rằm lớn. Mấy chị em có cho bà con ở đây một phần phần quà chị Phụng ha. Chị Phụng nói sơ qua cái phần quà này chứ. Gia kết à, ở dưới quê ở ấp của mình á là ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành ở Bến Tre, nhưng mà ra Tết thì ở quê của mình là không còn tòng kiểm được nữa, ra Tết là ở không, nên chị Phụng thấy vậy thì nói là thôi để ra Tết rồi phát cho cô chú người phần quà để âm có cái gì đó để cho cô chú âm ra riêng. Thì thứ nhất là chị Phụng sẽ phát là 10 kg gạo với đường, bột ngọt với dầu ăn, với nước tương, thì một phần quà vậy là 202. Nhưng mà chị Phụng sẽ phát cho là 24 phần ở xã, ở ấp Hòa Khánh. Còn 4 phần thì thấy có 4 cái hoàn cảnh mà bị tai biến á, thì ở Vĩnh Chính thì chị Phụng đem cho 4 phần nữa, với cho thêm 7 phần nữa là ở dưới chùa. Thì cái này là có một phần là chị Quyền chị gửi cho xong chị em là 100 đô, chị nói là thôi em muốn cho ai á thì em mua cho cụ vô, thì chị Phụng cũng nhập vô cái phần đó. Chị của anh Dân Trần là 1,5 triệu, là chị Phụng nhập vô để mua cho bà con, là tổng cộng là 31 phần nha. Chị nay là để gần lớn nữa là phát cho mấy bà với mấy cô ở xóm. Đây, đây diễn giả ha, đây mấy cô chú rồi cũng tới rồi, xíu nữa mình ra. Để tài trợ cho chúng ta, thì trong cái nhà tài trợ này cũng giới thiệu quý bà con luôn. Vậy là cô cái nhịp cầu nói á, thì Nguyễn Thị Ngọc Phụng ở Hòa Khánh mình, cũng rồi kế tiếp là anh Cao Văn Linh. Rồi anh Nguyễn Mộng Trường, đây là cũng coi bên là báo tuổi trẻ, thì cũng muốn ghi lại những cái hình ảnh của bà con mình. Thì bắt đầu xin mời bà con mình, nếu có đọc trên trong danh sách thì bà con mình đã đến nhận nha. Rồi bắt đầu xin mời coi cái phiếu. Phiếu này giờ kêu ha anh. Rồi hồi nãy cái phần quà đó với diễn giả thì còn thêm 100 tiền lì xì của anh Linh nữa ha, diễn giả ha. Dạ, anh kêu ha. Là cô Lữ Thị Ánh ạ. Lữ Thị Ánh, rồi Lữ Thị Ánh không có mặt. Là nguyên nhân già đi không nổi. Vậy lần hồi nè, cho em gửi ha. Rồi, cô Lữ Thị Hồng ạ. Đâu? Lữ Thị Hồng hả? Dạ. Hồi nay có Lữ Thị Hồng. Em thấy có chữ Lữ. Lữ Thị Lữ á, anh này Lữ Thị Lữ, Lữ Thị Lữ, đâu? Lộn á, Lữ Thị Lữ. Dạ, cái này là có cái phần này là của anh Linh hỗ trợ thêm mỗi cô là 100.000 nữa nha cô. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Nè anh Linh, đây là anh ấy, anh Linh, nè. Cô Mai Thị Lộc ạ. Mai Văn Lộc. Mai Văn Lộc. Ông ta thấy để chung ai nè. Dạ. Dân gửi ra ông đây. Rồi. Dạ ông ơi, cái này anh Linh tặng thêm ông 100.000 để mua đồ nha. Dạ. Dạ. Cái này cô Lữ hay gì nè. Tại vì không có để cô hay anh nhỉ. Phải không? Dạ. Đúng rồi, nãy cô Lữ Thị Lữ với cô Lữ Thị Lữ với cô Lữ Thị Lữ. Dạ, chị gọi nha. Rồi. Võ Thị Nhũ em ạ, cô đã chị Bãi ạ. Dạ. Đây chị Phụng đứng xuống cái bậc này kẻo người ta phải lên. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ chị Bãi ạ. Cảm ơn. Dạ, dạ Bãi, cái này là bạn con anh Linh gửi cho tặng thêm 100 ạ. Dạ, dạ, dạ. Cô Tương Thị Nhàn ạ. Dạ, dạ, dạ. Quá. Thôi, sao đừng quét thôi à. Đây nó đổ.
để đó đi con. Dạ, 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 thầy bạn anh Linh ảnh gửi tặng thêm tâm nữa nè. Dạ, dạ, dạ. Anh Nguyễn Văn Bưởi à. Bưởi à, Nguyễn Văn Bưởi. Dạ, bên này à, cho em gửi thêm phần của anh Linh tặng ạ. Cô Nguyễn Thị Kim à. Nguyễn Thị Kim à, bệnh không đi được. Dạ, là nhờ à, chị Bãi con dâu. Rồi. Dạ. Dạ cái này là cho em cô anh Linh gửi tặng thêm tâm nữa nha chị. Dạ 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 dạ. Cô anh Nguyễn Văn Sách à. Nguyễn Sách có không? Rồi, có Nguyễn Sách lên đây. Cha nó bệnh nằm nhà không đi được này con lại đấy. Đưa đi bé thằng con. Nè con, anh Linh, chú Linh tặng cho con thêm 100 nha. Rồi, con. Nè. Cô Đảm Thị Điệp à. Đảm Hoàng Điệp. Đảm Hoàng Điệp. Nữa. Ừ. Tôi tưởng đâu là nữ hả? À. Dạ, dạ. Nè anh, là anh Linh gửi tặng thêm, dạ, 100, dạ. Nè, làm nữ bữa đi. Dạ, làm nữ bữa đi. À, cô Lê Thị Gỡ à. Coi có thị không nha, không có thêm thị nữa nha. Có. Tại trong giấy có. Đưa con, đưa chút, đưa chút, đưa chút. Bà. Ờ, rồi, rồi, rồi. Bà đưa đi nữa. Nổi, đưa đi con, đưa đi bà cứ nổi. Dạ, cái này à, anh Linh gửi tặng thêm bà 100. Được không? Ừ, rồi. Rồi, cầm chú bà. Rồi, ta đi theo không? À, mà đổi không bà? Cầm chú bà. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ, dạ. À, ông Nguyễn Văn Ức à. À dạ, dạ này anh này lãnh chùm, lãnh chùm con ấy ạ. Dạ, dạ, anh Linh gửi thêm phần tâm đó. Dạ, dạ, dạ. Đó, ngắp ông cao đó đó. À, chú Nguyễn Văn Đến à. Dạ, này anh Linh gửi thêm tặng thêm phần chú Nguyễn Văn Sến à. Thì Sến, thì Sến rồi. Lử lử đi chết. Rồi trong kêu kêu mà nữ mà nó chết sao. Dạ dạ dạ. Nói với tính lên rồi. Dạ dạ dạ. Diễm giới nha. Dạ. À, Diễm thể. Dạ cô Tư Nguyễn Văn Sinh à. Rồi. Đây thì Sinh đâu. Rồi rồi. Rồi. Dạ cái này à, anh Linh gửi tặng thêm cô Tư à. Một trăm ạ. Cô Tần Thị Bé à. Dạ. Dạ cho con gửi thêm này phần của anh Linh tặng cho mấy cô. Dạ. À, chú Nguyễn Văn Lẩm à. Nguyễn Văn Lẩm à, khùng không, không không biết đường đi. Dạ không biết đi ha. Rồi rồi. À, à, chưa. Dạ cô Nguyễn Văn Mừng à. Dạ. Rồi tiếp đi, rồi bà cho sao? Cái này cô Nguyễn Thị Thành Linh à. Nguyễn Thành Linh. Linh, Linh đây. Dạ. Cái này là phần thêm anh Linh gửi tặng tâm ha chị. Dạ, rồi, cho em. Dạ, là cái này phần này của anh Linh gửi tặng thêm mà tâm nha. Dạ. Anh Nguyễn Văn Linh à, anh Linh đâu? Cao Linh. Cao Văn Linh, bọn này Nguyễn Văn Linh. Cao Linh. Hả? À? Anh Cao Linh đâu rồi? Có Nguyễn Văn Linh đó cái này. Nguyễn Văn Linh à. Đây. Này ha, à, tên ừ, dạ dạ. Không phải, không phải. Chị em Nguyễn Văn Linh đẹp quá. À, chị này cho phát sinh thêm dạ, à, cho thêm một phần chị này đi được không anh Tư? À được được không có gì. Dạ, dạ, dạ tại chị này tại em đâu có biết đâu nên nãy à, phát sinh thêm đi dạ. Cái này vậy là cái anh Linh gửi tặng chị thêm 100 nha. Dạ, dạ. Rồi rồi dạ. Chị ơi cảm ơn chị. Dạ đâu có đâu nè, đâu có gì hả? À, cô Nguyễn Thị Y ạ. À. Dạ. Dạ, cái này là của anh Linh gửi tặng bà 10 nha. Con cũng gửi tặng thêm bà 10. Dạ, nhưng mà bà 10 gửi tặng thêm bà 10 200 nữa. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn chú Linh. Dạ.
Ông ba là cái này là chắc ông ba ở ở Vĩnh Chính. Dạ, cái, đúng rồi, cái, chiếu không? À, cái này là ông ba ở Vĩnh Chính là bị bệnh nhà ở có mình. Rồi. Còn chú Chiến anh, chú Chiến đúng rồi, cũng Vĩnh Chính luôn. Là cũng ở mình luôn. Rồi. Và chú hai này là cũng là có con mà già là cái con đi xa là cũng xin một phần này nhưng mà chưa có người nhận. Rồi. Nhưng mà nhờ người ta chở chiếc con Danh. Quý Văn, Danh Quý gì nè? Quý đâu mà đâu đảnh chứ nè. Dạ, vậy nè. Rồi Nguyễn Thị Ánh là ai anh? Nguyễn Thị Ánh là bà già bà đeo có được, bà Ánh tiểu á. À, vậy là mấy con này có hết rồi. Rồi có hết rồi. Còn cái chú này chưa hả? Rồi con này là Xuân Men á. Lữ đồng Xuân Men ông già, đi nhận giùm. À vậy ha, vậy dạ để chú lại nhận đi chú. Dạ, cái này anh Linh gửi tặng cho cho chú thêm trăm. Dạ. Rồi. Thôi bây giờ trong khi đã bắt bà xong thì mời ý kiến của đại diện ý kiến của hoàn cảnh khó khăn lên ý kiến để cảm ơn nhà đại tạ. Xin mời. Đứng đâu hả Bỉnh Thịnh? Đây đây đây. Cái đâu bà lắm, ở có mình nè, ở có mình từ xưa giờ á. Bà tu á, ở con mình nè. Dạ, bà cứ viết giấy, bà cứ đọc đại đi cái tâm tư nguyện vọng bà sao bà cứ đọc đại. Làm suốt đêm hôm đó. Làm đọc tâm vương tâm đế. Thấy đâu không em? Trang trọng quá. Tôi xin thay mặt cho bà con được tập họp về đây. Trong đó có tôi. Chúng tôi là công dân ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, một vùng sâu của tỉnh Bến Tre. Trước tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn đại diện của tổ của cơ sở ấp nhà tạo điều kiện cho cô Ngọc Phụng làm cầu nối tiếp đón quý mạnh thường quân không nệ đường xá xa xôi dừng chân tại nơi này để chia sẻ phần nào những lo toan vất vả của bà con chúng tôi. Chúng tôi xin kính chúc quý ân nhân và gia đình một năm Tân Sửu dồi dào sức khỏe để thực hiện những ước mơ nhân đạo của mình và không quên chung tay chống giặc Covid-19 đang rình rập các bạn trên mọi nẻo đường các bạn sắp đi qua. Một lần nữa xin kính chúc quý đại ân nhân luôn gặp nhiều may mắn và bình an. Dạ là chú Tường hả? Dạ, dạ, cho làm ngón tay. Dạ chú Tường với anh Linh. Dạ có trong cậu có chú Tường với anh Linh nữa. Bà Mười dạ chúc bạn viên một năm. Dạ cảm ơn bà Mười. Dạ, cảm ơn. Tiếp tục thì tôi xin đại diện cơ sở Hòa Khánh đó, thì cảm ơn trước là cô Ngọc Phụng, rồi anh Văn Linh, rồi anh Mậu Trường, có nghĩa là để cũng là một cái nhịp cầu nối để cho hỗ trợ bà con hoàn cảnh khó khăn của ấp nhà, ấp Hòa Khánh chúng tôi. Vậy tôi là đại diện thì kính chúc gia đình quý vị được dồi dào sức khỏe. Coi như là sang năm 2021 thì quý vị sẽ phát triển nhiều hơn về những cái mạnh thường quân rồi những cái nhà tài trợ để hỗ trợ cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn như ngày hôm nay. Thì cũng rất mong thời gian tới thì cũng quý vị cũng có những cái phần quà để đem về để họp mặt với bà con ấp Hòa Khánh này cũng chia sẻ cho bà con. Chào. Rồi, cảm ơn anh Tên. Dạ, cảm ơn anh Tên. Rồi. Vậy anh Tư ở dùng cơm lại, dùng cơm anh Tư. Ăn cơm chay nha. Rồi, hai lương hả? À, anh này ăn cơm chay. Dạ. Bà Mười ở lại dùng cơm, bà Mười. Dạ. Bữa nay con biết có người ta mua củi ở dưới đó. Mua củi? Ở có mình nè. Mua củi. Bà. Mua củi hả? Bà ở nguyên cái vườn mà tới cây mà hồi xưa á, nhưng mà hồi đó bà tu. Dạ. Bà tu cái bà nguyên chị em là 5-6 chị em là ở vậy không. Dạ. Rồi bà thấy thương lắm. Dạ. Bà người ở có mình à, nhưng nhiều khi có cái phần quà gì là để dành cho bà tại dạ. Bà không có con. Dạ. Ừ. Ủa giờ bà Mười giường có rộng không bà Mười? Ừ. Cái phần của tía mẹ của bà thì cho bà được 5 công mấy lần. Dạ. Mà bây giờ cái đê của nhà nước đi ngang qua đó mất khoảng 1,5 con. Dạ. Nhưng mà theo cái đó mình yêu cầu nhà nước phải giúp mình để mà với nhà nước còn thiếu nợ cái nhà của ông cụ bà cụ đó. Dạ. Hồi đó mượn để làm kho quân y nhưng mà tới nay 6-70 năm mà chưa có
cái nhà nước cũng chưa có đủ sức thôi, giờ mình chờ để thành phố mình có cái càng chậm chừng nào nhà càng đẹp chừng ấy. Dạ. Vậy mà mời ông ở đây dùng cơm. Không còn, đi đi lơ lơ về gửi nhà cho vợ chồng ông thầy giáo ông mừng gần đó. Dạ. Ừ. Vậy con kêu Hằng Hậu đưa bà Mười về nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Cô Sáu. Dạ dạ được. Dạ. Hậu ơi, dạ. Con đưa bà Mười. Bà đưa bà Mười về con. Hả? Rồi, cũng thay mặt bà con ở đây cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều ha. Rồi đặc biệt là các mạnh thường quân trước giờ chung tay với kênh của Tường đó giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn ha. Rồi Tường xin kết thúc video ở đây, tạm biệt quý vị khán giả. Thầy Linh có ý kiến gì không? Không, em quyết nhà rồi em nghỉ. Cái này thiếu một phần nãy.